Tại vì Phương là không có phải là người Việt Nam 100%, Phương lai Tây Ban Nha. Mẹ của Phương lai lai Tây Ban Nha là người Spaniard đó, cho nên là cái da của Phương có nhiều đồi mồi đồ này kia rồi. Phương khi mà có bầu mèo á thì Phương có rất là nổi mấy cái đồi mồi trên trên người á. Khi họ test thì họ nói là có tình trạng có thể là nhìn giống như là bị ung thư da. Người thường của mình á, mình sẽ không có biết được đâu, cho nên là mình cần phải đi kiểm soát. Nói về sức khỏe thì mỗi người mỗi ý, có nhiều người thì họ nói là mình lo xa, mình tính xa hoặc là mình kỹ tính như thế nào đó, nhưng mà sức khỏe là trên hết thì mình phải đi bác sĩ, không phải là vì mình bị bệnh nhưng mà mình cần đi để mình ngăn ngừa những cái bệnh mà mình có thể bắt gặp sớm hơn, mình sớm hơn nếu có vấn đề gì thì mình có cách mình điều trị. Nước da của mèo là nước da bánh mật cho nên giống Daddy ở điểm là chứ da ngăm ngăm hay mèo á. Đó trước Why next khi time you going go to the dentist today? Because you have a cavity. vậy á hả? Ủa hồi nào ta, mẹ đâu có. To put out your teeth. Răng của mẹ hả? Yeah, so I can see it. And what's inside it? You have a cavity. And you see. Con lo quá Come hả? on, just take a picture of your teeth. Come on. No, ăn hết cái này, ăn hết cái này. Hurry. Mommy, yes, bye. Eat this. Ok nè, ăn hết này đi. It looks like an egg. Mèo nó giống cái trái trứng. Ăn đi baby, con tự múc đi. Mèo giỏi lắm, tự múc tự ăn vậy đó, không có cần ai làm múc đút cho mèo đâu. Vai gia đình, vai mọi Bye, người. Hello. Hello. Yes. Why the picture of me? Bây giờ mình đi chợ mua đồ ăn cho mèo. Because mẹ đi. Ông bác ổng té. Hi. Ma'am, go that way. Đi hả? Quay lại mẹ coi nào. Say hi. Hi. It's your time. Bữa nay mèo đi học ra, bây giờ đi chợ để mua đồ ăn. How are you? Good. Nay con đi chơi vui không? Con nói dạ. Dạ. Bây giờ lên xe nha. Ok, bây giờ mình đi đổ xăng. Okay. Huh? I'm gonna drink the subway. Okay. Hi, mèo mèo. Mèo mèo với mẹ mới đi chợ về mua một ít đồ ăn cho mèo. Phương có mua được cái trái này. Trái này là Việt Nam mình là gọi là trái gì mà hình như là me, một loại me xay, trái xay thì phải. Nếu mà Phương nhớ không lầm đây là trái xay. Mà bên Mỹ rất là hiếm có. Cái này là Phương nghĩ là mới nhập về á. Họ bên này, tiệm này, đây là tiệm chợ Hòa Bình, Garden Grove. Bán có 2 đồng 99 một hộp ba lớn đây nè mọi người. Phương về Phương sẽ coi coi như thế nào và
không biết có ngon không, có ăn được không, nhưng mà Phương nhớ là mỗi lần về Việt Nam là Phương nhờ chị họ của Phương đi ra chợ mua, mà tùy theo mùa, tại chỉ hình như cái trái này ngoài rừng mới có mọc và chỉ có bán mùa hè thôi. Mà bây giờ Phương tìm được thì rất là mừng, mà không có dám mua nhiều tại vì sợ không có biết ăn được hay không. Cho nên là bây giờ mua về ăn thử rồi sẽ cho mọi người biết là có ăn được hay không. Tại có nhiều khi đi qua tới đây nó bị hư hay gì đó, có nhiều khi nó không có được mềm và xốp á, thì cũng ổn. Ít cái gì đó con? Cái này là cái gì? This. Con lấy cho mẹ coi. What is it? It's this. À. It's too heavy. Là Phương có mua trái chôm chôm á. I wanna eat it. Mèo muốn ăn trái chôm chôm. It's heavy. I know. Mèo nói nó nặng quá. Một tí nó về ăn nha con. I wanna eat it. I know. It's only one. No, chút nó về ăn nha. Ok. Only one. Nhưng mà giờ tay mình dơ, mình không có mở được đâu. Chút nó về ăn, ok. Okay, bye cả nhà. I just open a harder. Okay, later. Bye cả nhà. Bye gia đình. Bye mọi người. Bye gia đình. Bye gia đình. Bye gia đình. Bye. Bye gia đình. Bye gia đình. Bye gia đình. Bye cả nhà. Bye cả nhà. No, I want to say bye gia đình. Yeah, bye gia đình. Bye gia đình. Okay, bye. Bye gia đình. Giờ Phương mở thử cái hộp size. Ôi bóp cái nó dẹp nhép luôn rồi. Wow. Có rất là vẫn là rất là mềm tươi. Ăn thử nha. Rất là ngon. Vậy là cái chỗ này mọi người ơi, nếu mà ai có biết trái này và rất là nếu mà có thích ăn trái này á thì hiện tại bây giờ là chợ Hòa Bình ngay cái khu Islandet á là đang bán cái trái này, thì mọi người hãy đến mua, tại vì chỉ có hai đồng 99 là $3 một hộp này thôi. Mà hộp này Phương nghĩ ăn cũng vừa đủ rồi chứ không có cần mua nhiều đâu, tại vì mùa này cái trái này bây giờ là đang vừa chua chua ngọt ngọt chứ không có ngọt liệm. Chua chua ngọt ngọt ăn cũng rất là ngon. Cái này thì Phương có để ý ở những chỗ giống như là Vuco Bò rồi này kia, họ có bán cái loại này nhưng mà họ ngào giống như ăn dạng mứt á, thì mất đi cái mùi và cái mùi thơm. Và khi mà ai đã từng ăn cái trái này rồi thì sẽ biết là nó rất là thanh và thơm. Thì khi mà mình ăn trái này tươi như vậy á thì nó ngon hơn là mình ngào đường muối ớt hay gì đó. Thì Phương thấy là cái chỗ này bán là rất là tươi nè mọi người, không có bị sát và cũng không có bị hư á. Nếu mà ai mà thích ăn trái này thì nên đến chợ Hòa Bình ở cái khu Garden Grove Islandet chỗ này kia thì họ có bán nha. Hello mèo mèo. Mèo ăn gì đó? Hello mèo mèo. Mèo mèo ơi. Mèo ơi. Hi baby. Hi. Con làm gì đó? Eating. What are you eating? Quacker. Oh, let me see. Quacker? Yeah. And mac and cheese. Mèo. Mèo ơi. Yeah. Bây giờ con ăn đi. Ăn xong rồi chút nữa rồi mình nghỉ, ok? Này mèo mới đi học về. Can you open this? Rồi Phương mới can chở. Open it? Ok, để mẹ mở. Ăn hết này đi rồi mẹ mở đó. Mèo mới đi học về thì Phương mới mua nuôi với lại bơi này là mac and cheese. Open it. Ok. Mèo thích ăn mấy cái cracker này nè. Thì Phương mua mấy cái này về cho mèo ăn. Con lên đó con ngồi đi. Bây giờ thì đang ăn tối. Bên Phương là đã là 7:02 rồi. Hồi nãy đi chợ, hai mẹ con đi chợ mua một ít đồ ăn về.
Mà mua rau về broccoli đồ này kia luộc cho mèo. Đang luộc ở dưới bếp á, bây giờ đang đang đợi cho broccoli chín rồi mình ăn thêm. Ok. Mèo đi học về giờ này là đói rồi, tay của con dính dơ kìa baby, chùi đi. Yeah, yucky. Yucky. Chùi sạch nha. Ok, rồi, ăn đi baby, con tự múc đi. Nè. Mèo giỏi lắm. Tự múc tự ăn vậy đó, không có cần ai làm múc đút cho mèo đâu. Mèo con phải tắt cái đồ chơi này đi chứ hơi nó chấp pin hết pin đó. Hồi nãy Phương mới mua chôm chôm về đây nè. Hình của anh Tiến đem về chưa có chịu kịp treo lên, bây giờ để hôm nào nhờ ai nhờ bạn của anh Tiến đến nhà để treo giùm mấy cái hình của anh Tiến lên. Yummy baby. Thì mình bỏ đi tại vì mèo ăn không có được cái đó, nó nuốt đó, bị bắt nghẹn á, cho nên nó là mình cắt cái phần thịt thôi con ha. Hả? You like it? It's like an egg. Mèo nó giống cái trái trứng. Ok, bữa nay con học giỏi không? Học giỏi hả? Vậy con ăn đi xong rồi. Hồi nãy trên xe là mèo đã ăn hết một trái chuối với uống hết một hộp sữa rồi. Bây giờ uống thêm một hộp sữa nữa rồi ăn. Một tí nữa mình mẹ luộc xong cái broccoli thì mèo ăn broccoli ha. Ok, love you, bye. Nói bye đi mèo, bye mọi người. Bye mọi người. Bye cả nhà. Mẹ, I don't want to eat broccoli. I know, nhưng mà con phải ăn broccoli. Con nói đi bye cả nhà. Bye cả nhà, bye mommy. Chúc cả nhà. Hey, that's not good, yeah. That's a picture. Sao? Ok nè that's con. That's not good, yeah. That's just a picture. Là hình hả? Ok. Nè con nói đi, chúc chúc cả nhà. Chúc cả nhà. Nè mèo, đang ngoan nhìn nè. Chúc cả nhà. Chúc cả nhà. Ông bà. Ông bà. Cô chú. Cô chú. À, dì bác. Bác. Anh chị. Anh chị. Ăn tối. Ăn tối. Ngon miệng. Ngon miệng. Okay, good night. Why one ba? When Masasha said, get two items. Vậy hả? Get cái gì? Item gì? Items, two items. Vậy ta đem hai cái gì? Two items. Item gì? Items two. I know. Get the circle. Nhưng mà đem cái gì? Two items. I said two items. That's what Masasha said. Nhưng mà đem đem item là đem hai cái gì? Item. Mẹ biết item. Item là cái vật. Vật gì? Đem đem cái gì? What items? What does she want me to đem? Items is chocolate. No. Baby. Oh. But they don't have chocolate. Yeah, thôi, no chocolate. Thôi ăn hết này đi. Mua lên nào. I see you. I know, I see you. Thôi rồi con chào đi rồi xong rồi mình ăn ha. Bye. Yeah, yes, bye. Eat that. No, ăn hết cái này. Hurry. Mommy, yes, bye. Eat that. Ok nè, ăn hết này đi. Ok. Nè, chui miệng nè. Ok, rồi ăn hết đi baby, ăn hết đi con tự múc đi. Mua lên. Ok, bye. Mèo, bye. Bye. Sao mẹ nói ngày mai mẹ cần đi bác sĩ. But to put out your teeth. Răng của mẹ hả? Yeah, so I can see it. And what's inside it, you have a teeth.
Yeah. And you can see. Con lo quá hả? Come on. Just take a picture of your teeth. Come on. Chút nữa. Mèo tưởng đâu là mẹ đi khám răng ngày nô, mà ngày mai là Phương đi khám khám da. Tại vì Phương là mỗi năm Phương có hẹn với bác sĩ khám da đó. Tại vì Phương là không có phải là người Việt Nam 100%, Phương lai Tây Ban Nha. Mẹ của Phương lai Tây Ban Nha, là người Spaniard đó. Cho nên là cái da của Phương có nhiều đồi mồi đồ này kia rồi. Nó gọi là freckles thì hơn chắc tiếng Việt mình gọi là đồi mồi ta. Thì hồi xưa là ông ngoại của Phương là bảo lãnh cho mẹ và gia đình qua. Mẹ thì đi qua diện bảo lãnh của đoàn tụ gia đình á bên này, cho nên Phương với mấy em thì qua đây từ nhỏ. Thì vì mình là không có, mình có cái gốc Spain á, Tây Ban Nha, cho nên là cái bác sĩ da họ nói mình là mình phải sức kem chống nắng. Thì nói chung là ai da loại nào, người nào, giống dân nào thì cũng phải sức kem chống nắng, chứ không phải là chỉ riêng riêng mình. Nhưng mà là tại vì Phương khi mà có bầu mèo á thì Phương có rất là nổi mấy cái đồi mồi trên người á, trên tay rồi này kia, thì mình cần phải đi kiểm soát. Thì có một lần họ có thấy một cái một đồi mồi, người ta nói là oh yeah, mèo mở được rồi. Hồi nãy giờ đang sạc pin. Oh yeah, mèo nói mèo bấm cái đó là nó mở lên. Yeah, did it. Yeah, giờ đợi đi, con đợi đi đang sạc pin. Thì Phương đi khám mỗi năm, thì cái có một năm đó. Why next time you going go to the dentist today? Because you have a cavity. Vậy hả? Ủa hồi nào ta, mẹ đâu có. You did. Ủa you said you need to go to the doctor. Mẹ đi doctor da, chứ không phải là doctor răng. Okay. No, you need to go to the doctor young. No, không phải là răng mà là da, skin tomorrow. You need to go to the doctor and get the skin. Đúng rồi, check up da. Thì giống như Phương check nói là hồi nãy Phương chia sẻ là trước khi có bầu mèo á thì Phương có đi khám da, thì mỗi năm Phương đều khám da. You have to change your skin and get a shot. Ok. Thì Phương đi khám da thì bác sĩ nói là có cái mục này nhìn hơi nhìn hơi có gì đó cần phải kiểm soát. Thì họ họ đi biopsy, họ đi cắt cái mục cái phần mà cái miếng đồi mồi đó ra. Thì họ test. Khi họ test thì họ nói là có tình trạng có thể là nhìn giống như là bị ung thư da, cho nên là mình cần phải lưu ý và để ý và kiểm tra thường xuyên. Và họ luôn kiểm soát cái khu vực đó, thì họ biopsy to hơn phần đó nữa, thì họ coi kiểm soát thì mọi thứ ok hết. Thì cái Phương chứ mỗi năm là Phương chứ đúng chu kỳ là mình đi khám da. Về bác sĩ cũng có nói là tại vì cái khi mà mình đi khám, họ sẽ hỏi mình là giống như là mình là Asian hoặc là mình là Lai. Nếu mà mình Lai thì mình Lai với giống dân gì giống gì, thì tùy theo cái Lai của mình á, thì họ sẽ định, họ nghĩ là thí dụ là người da trắng đi Mỹ trắng thì bị đồi mồi nhiều thì cái đó là chuyện bình thường. Còn nếu mà mình là người châu Á đi thì mình bị đồi mồi mà theo cái kiểu giống như là hiện tại đang có, thì hơi cần phải lưu ý lại. Có thể nếu mà cái nào mà họ nghi ngờ hoặc là nhìn nó giống như là nó không có được tròn và nó cái hình nó méo mà nó dẹp, nhưng mà lại nó có nhiều màu, nó có màu đen, màu nâu, màu đỏ, chấm trong đó hay như thế nào đó, thì có nhiều hình thức á, mình nhìn vô là cái nhiều cái đồi mồi mình nhìn vô mình sẽ
người thường của mình á, mình sẽ không có biết được đâu, cho nên là mình cần phải đi kiểm soát. Mà mình nên lưu ý là tại vì khi mà mình kiểm soát, khi mà mình tắm ra mình kiểm soát trong gương hay gì đó thì mình cũng sơ sót, là tại vì bác sĩ của Phương á kiểm soát ở trên da đầu của mình luôn á mọi người, tại vì có nhiều khi mình không có lưu ý cái phần đó đó thì có người bác sĩ của Phương cũng nói là cũng có người mà họ khám phá trễ á. À, vì của họ là vì cái phát hiện của họ là cái da của họ bị ung thư ở trên cái phần da đầu, thì cái đó là mình cũng phải cần lưu ý cái phần đó nữa. Cái nói chung là nói về sức khỏe thì mỗi người mỗi ý. Có nhiều người thì họ nói là mình lo xa, mình tính xa hoặc là mình kỹ tính như thế nào đó, nhưng mà sức khỏe là trên hết thì mình phải đi bác sĩ. Không phải là vì mình bị bệnh, nhưng mà mình cần đi để mình ngăn ngừa những cái bệnh mà mình có thể bắt gặp sớm hơn, mình sớm hơn nếu có vấn đề gì thì mình có cách mình điều trị. Nhất là về những cái mà ung thư da rồi này kia là khó phát hiện được nếu mà nằm trên da đầu mình không có để ý. Mà nếu mà có thấy được phát hiện thì rất là dễ để điều trị. Cho nên là những cái mà dễ thì mình nên lưu ý một tí xíu. Thì thường bảo hiểm sức khỏe của mình là gồm có cái phần đi khám bác sĩ tổng quát bình thường, và cộng luôn cả nếu mà mình đi bác sĩ chuyên môn giống như bác sĩ da rồi này kia thì mình chỉ xin cái hẹn của bác sĩ, thì mình coi là cái nào mà trong network á, là trong cái hệ thống của bảo hiểm sức khỏe của mình, thì mình nên đi khám để cho mình có được cái an tâm đó. Tại vì từ nhỏ là Phương chơi ngoài nắng rất là nhiều, Phương chơi thể thao rất là nhiều, tại vì Phương chơi tennis rồi chơi đá banh, soccer từ nhỏ tới lớn, rồi chơi nhiều thể thao ở ngoài, cho nên mà hồi nhỏ thì ở với ông bà nội, ở với ba mẹ chơi mấy cái đó mình không có kỹ tính, cho nên mình không có sức mấy cái sunblock á. Bây giờ thì Phương cũng để ý lắm rồi, thì Phương có mua cái sunblock này nè, để có gì một tí nữa Phương show cho gia đình mình xem, là trẻ em là nên cần sức sunblock là da để chống nắng cho. Ok, đây rồi, đây là cái mà Phương mua để cho mèo, sức cho mèo để mỗi lần mà mèo đi học á là không có bị ra nắng chơi, là mình không có cần phải lo và đi biển đồ này kia thì mèo luôn sức, thì cái này rất là tốt cho con nít. Tại vì cái này á là nó ghi là made without, là những cái chất mà độc hại nè, là oxybenzone với lại octinoxate đúng không ta? Parabens với lại fragrance là mùi. Nhưng mà những cái hóa chất khác á, là ba cái phần hóa chất này á, là luôn nằm ở trong những cái kem chống nắng người lớn. Nhưng mà tại vì cái da của trẻ em của mình nó rất là sensitive và rất là yếu á, cho nên là non á thì mình hạn chế sức những cái hóa chất lên trên người của em. Thì cái này á là dermatologist, là bác sĩ da đã tested, and cái thương hiệu này cũng khá tốt, là gì, tear free, là không có bị cay mắt nữa, tại vì nó không có hóa chất đâu này kia. Thì những cái này thì mình nên xem để mình mua, là mình chống recommended là mình nên lưu ý, recommended là gợi ý để mình sức để chống trường hợp mà bị ung thư nè, skin cancer là da, ung thư da. Thì những cái này là mình nên để mình mua cho những em bé lứa tuổi của mèo khi mà đi học với lại đi đi biển chơi này nọ hoặc là chơi thể thao ở ngoài cũng vậy đó. Sức tay và sức mặt, mà có sức cho mèo nè, nhưng mà mèo cũng tới hè là kiểu như là em gái cái này là Miss Hawaiian Tropic là cũng như cái da, nước da của mèo là nước da bánh mật, cho nên giống daddy ở điểm là chứ da ngâm ngâm thôi mèo á.
Mèo nó mê rồi. Cái bây giờ là mở được cái này lên rồi là cái như là dán mắt vô. Bây giờ thì Phương xin phép chia sẻ một chút xíu về cái đó thôi. Thì ngày mai Phương đi làm cho tới giấc trưa, thì Phương xin cái giờ nghỉ trưa đó là Phương đi khám bác sĩ da, xong là về rồi rước mèo, xong là về nấu ăn thì cũng giống như mọi hôm. Mình làm nửa ngày ở trên văn phòng, và nếu mà mình mất đi một khoảng thời gian nào đó thì mình sẽ make up, là mình sẽ bù lại làm ở tại nhà. Thì thường mèo đi ngủ tối xong rồi là Phương mở laptop lên, Phương làm việc thêm một hồi, rồi cái bù ngủ rồi Phương mới ngủ. Thì thường là tại vì Phương làm chuyên về hợp đồng rồi này kia cho nên là cũng mở laptop, mình làm trên laptop rồi này kia thì cũng không có sao hết á. Thì cái giờ miễn sao là mình công việc mình làm xong hoàn tất ở chỗ văn phòng là mọi thứ cũng văn phòng happy mà mình cũng thoải mái. Ok baby. Hello. Ok nè, con nói bye đi nào. Mèo ơi. Hello. Hi. Con nói bye đi nào. Hi. Con nói bye. I love you. Good night. I love you. Good night. Bye. 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 Bye.